chính của bạn kìa. Con Minh là sự chia đi lấy của Yên Bái, ở phía Bắc là Lào Cai, phía Đông là Hà Giang và Tuyên Quang, phía Nam là Phú Thọ, phía Tây là Phú Thọ. Những thuật nổi tiếng ở Yên Bái là rượu táo mèo, mận tâm km². Dân số ở Yên Bái là 821.030 người. Nếu các bạn cho biết gì về ẩm thực và những điểm du lịch nổi tiếng ở Yên Bái thì các bạn hãy comment phía dưới để mình có thể học hỏi thêm nhé. Xin chào.